đó. Đâu mà nhầm gì. Nước nước sạch luôn, nước sạch luôn. Đá không nè. Mấy người này không có sống ở đúng rồi, sống ở dưới không có kinh nghiệm. Tao có đồ cạo hết trơn nè, không chịu cạo. CN Tower là biểu tượng của Toronto, thành phố Mega City của Canada. CN Tower, CN là tượng trưng của chữ Canadian National. CN Tower đã được xây cất khởi đầu từ ngày 6 tháng 2 của năm 1970 và phải mất 40 tháng mới hoàn tất, đó là vào ngày 1 tháng 10 năm 1976. CN Tower là cái tháp cao nhất trên thế giới, với chiều cao là 1815 feet, tương đương với 554 mét. Chờ đi lên trên cái chỗ the top of the world, cao nhất thế giới luôn. Cao nhất chứ nghe, cao nhất. Glass floor. Glass floor. Tức là cái sàn đó bằng kiến. Bây giờ dám bước lên không? Bước lên rồi rớt bỏ xuống đó. Cái này mà chặt ra té chết liền ha. Kiểu té té. Đây là nhà hàng 360 độ. 360 degree restaurant. Ở nhà hàng 360 restaurant này đó là nó quay chung quanh cái tháp trong vòng 72 phút, tức là 1 tiếng 12 phút. Thức ăn rất ngon, rượu rất ngon và chỗ ngồi nhìn quang cảnh tuyệt vời ở trên một độ cao nhất của trên thế giới này. Thì nó có thứ dùng ngày hôm nay mình ăn là có đây là gà ướp mật ong. Ở bên này là cá salmon. Bên này là prime rib rare and shrimp salad. Wow, càng cua. Úi cha. Nhưng có một điều đó là sau khi ăn xong rồi, nhớ cầm cái giấy, cái ticket mà mình vào đây đó, đóng stamp, đem xuống dưới, lấy một phần tiền trở lại. Enjoy. Cái đó là quan trọng nhất đó. Cái này là quan trọng nhất. Lấy tiền là quan trọng. Ok, enjoy. Thịt bò. Mềm. Thơm. Rất là ngon, ăn miếng nữa. Sau 72 phút tại cái nhà hàng 360 này, xem toàn cảnh của Toronto và cái hồ Ontario, thì cái cảm giác khác hơn những cái tháp cao khác ở tại những nơi khác. Ở nơi khác chúng ta chỉ thấy toàn diện thành phố thôi, hoặc là những con sông nhỏ. Còn ở đây vừa thành phố vừa hồ, làm cho cảm giác của người ngồi ở trên cái tháp này nó thay đổi tùy theo cái khung cảnh ở bên ngoài, khi thành phố, khi thì biển cả mênh mông. Cho nên người Việt Nam khi đến với Toronto cũng nên đến với CN Tower. Thứ nhất, nó là biểu tượng của thành phố này. Thứ hai, ở nơi đây chúng ta nhìn toàn cảnh một cái Toronto đẹp, lịch sự, êm ả và thay đổi theo từng mùa, từng thời gian một. Bây giờ có lẽ chúng ta đủ rồi, rời cái CN Tower để đến với thành phố Toronto nhộn nhịp và mega city nó như thế nào. Think about those books you read, I wonder if they make you. Bây giờ là mình xuống Underground Walkway. Ở đâu? Đi ra chứ đừng đi nè, mình lần đầu tiên mình tới mà mình chưa biết ở đâu. Với một cái dân số toàn Canada là trên 32 triệu người và Toronto đã chiếm tới 1/3 dân số của Canada, thì được kể như là mega city, là thành phố đông đúc, rất là đông đúc, thì cái số lượng người đi bộ rất là đông. Bây giờ thật sự thì cho đến giờ phút này, sau khi rời cái CN Tower, chúng tôi cũng chưa biết là cái Underground Walkway nó như thế nào và nó nối ở đâu. Bây giờ mình đi tìm cái Underground Walkway trước. Excuse me ma'am, do you know where is the Underground Walkway? Yes, you can get it from inside the Royal York Hotel. Như vậy thì khởi đầu tiên đó là mình vào ở trong cái Royal York Hotel này. Thì ở nơi đó theo người khách vừa chỉ là mình có một cái đường để đi vào Underground Walkway. Rồi từ đó mình find out ra, mình tìm kiếm thôi coi nó dẫn tới đâu. Nhưng mà nghe nói là dẫn xa lắm.
xuống dưới cái underground walkway là cái không khí nó bắt đầu nóng rồi. Cái nhiệt độ nó giữ trung bình khoảng 72 độ cho tới 73 độ. Dù cho bên ngoài trời tuyết đi chăng nữa đó thì ở dưới này vẫn ấm như thế này. You hot? What? Hot. Em hot. Feel hot. You look me hot. You hot. Thank you. Nóng. Là một cái áo nè, hai cái áo nè. Lạnh lắm. So many people turn me one way. So many people turn me to stay. Never time to my mind. Oh, đặc biệt. Từ nãy giờ mình cứ tưởng Underground Walkway chỗ bán mỹ phẩm, quần áo, đồ trang sức, nhà băng. Nhưng mà thật sự ra ngay cả thịt cá giống như chợ búa đều có hết. Mình có rất nhiều, bây giờ đi không biết đường nào hết trơn rồi. Thật sự bây giờ mình đi chưa thấy nha. Nếu mà mùa đông lạnh đi, không đi ở trên, xuống như này mà đói bụng ăn hết sảy luôn á. Tưởng tượng đi ha, ngoài lạnh trong ấm áp. Wonderful, wonderful. Hey. Phép thè. Yes. Bây giờ là một cái con đường phố không biết chỗ nào. Mình không có trả lời điểm đầu, nhưng mà ở dưới cái underground walkway mình có thể đi ra bất cứ một cái chỗ nào, con đường phố nào mình muốn, hoặc trở về cái hotel hay là một cái mall nào đó. Có thể nói underground walkway là một trong những điểm đặc biệt của thành phố Toronto. Cái idea rất hay là có thể đi từ hotel này sang hotel khác, hay là đi shopping, đi ở những cái nơi dưới lòng đất trong những mùa lạnh băng giá của mùa đông tuyết phủ, hoặc là ngay cái mùa hè nóng bức, mình muốn tránh cái nóng bức mình có thể đi dưới được. Cái hay thứ hai là xây một khu thương mại rất là sầm uất ở dưới một khu thương mại đã sầm uất rồi, ngay trong lòng thành phố Toronto. Yes. For $20, tức là 10 cái DVD có 2 triệu đồng Canada, tức là mỗi cái khoảng 2 đô la. Thì như vậy nếu mà trung tâm ra băng DVD mà bán xuống dưới giá cỡ nào để có thể bid lại với cái giá này? 2 đồng một cái đĩa DVD. Làm sao? Chết rồi. Lại lâu tiểu của cái cây. Con đường này tên đúng ở đâu gọi là Spadina Avenue, đại lộ Spadina và Dundas. Ngay góc đường này là cái nơi mà người Việt Nam khi đến Toronto đều được bạn bè hay gia đình dẫn đi ăn những thức ăn ngon ở các tiệm tàu của người Việt Nam và mua sắm, nhất là trái cây. Khu thương mại chính của người Việt Nam tại Toronto. Go, 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 go. Anh xem TV nhiều lắm rồi, hôm nay mới gặp anh đi đường. Cảm ơn anh. Có con thỏ rồi.
Anh ở đâu? Anh ở đâu? Ngay Toronto luôn. Toronto đâu có thèm trái cây đâu, ra mua trái cây. 14 năm. 14 năm rồi. Rồi bán bánh này được bao nhiêu lâu? À, 3 năm. 3 năm rồi. Mấy ngày cuối tuần mới bán hay là ngày nào cũng bán? À, cuối tuần bán thôi. Cuối tuần mới bán thôi. Phụ nhà hàng. Phụ nhà hàng. Có nhà hàng. À, giỏi quá. Dạ. À, ok, bây giờ cho anh xin này bán bao nhiêu cái? À, đồng cái thôi, tặng mỗi anh mỗi 6 cái. Mỗi thứ một cái. Không có tặng, không có tặng. Mỗi anh tặng mà. Không. Không có tặng. Ok, bây giờ mua. Bây giờ lấy hai cái, bây giờ lấy một cái Triều Châu. Dạ. Một cái Quảng Đông. Với lại bốn cái Việt Nam. Bốn cái Việt Nam. Ủng hộ Việt Nam nhiều hơn. Việt Nam mà. Rồi cho anh gửi tiền. Dạ. Còn coi lại coi có đưa dư không nè. Không có tặng, không tặng cái này cái gì? Cái này chuối. Chuối bao nhiêu tiền? Không có bao nhiêu tiền. Mua luôn. Mua luôn một đồng. Rồi, bạn trả. Thấy không? Ngon lắm, bỏ tặng. Nhưng mà hỏi bao nhiêu một cái một đồng, mua luôn không? Mua luôn tính tiền liền. Đó, bà con cô bác Việt Nam, bà con bác Việt Nam xuống đây đây, mua giúp cho Thanh Hương chiếc bánh làm tại nhà. Chiếc bánh truyền khẩu, làm hương vị Việt Nam, Bắc Trung Nam. Ai người Quảng Đông thích hương vị Quảng Đông, có bánh Quảng Đông. Ai là người Đài Loan, có bánh hương vị Đài Loan. Nhân hột kịch muối, thập cẩm, có heo. Thích heo, có heo, thích gà, có gà. Một cái một đồng bạc, bà con ơi, ghé vô. Đứng đây. Đừng quay ai, Hồi nãy giờ anh đứng bên cạnh, anh quay lé. Em đứng trước mặt quay nha. Em đứng ngay trước mặt cho anh quay luôn nè. Đây là cái cảnh bị bắt băng lậu ở trên đường phố Toronto. Cái người mặc áo xanh là cảnh sát chìm đó, đang làm biên bản để bắt băng lậu. Ồ, oh, trái cây nè, trái cây. Cái trái chôm chôm nhãn không có vị chua. Ngọt. Không phải ngọt thanh tâm, với nhãn có khi ngọt cái hương vị hơi gắt cho nhãn cũng có nữa. Ngọt ngay à. Ừ. Nó ngọt mà ngọt không quá, nó không có cái vị chua của cái chôm chôm chóc. Nó giòn như ăn miếng nhãn vậy đó. Bây giờ trái măng cụt này làm sao để ăn được trái măng cụt này? Không, mình bớ một vòng xung quanh vậy nè. Thấy? Mình tách nó ra. Dạ. Thấy không? Cho bỏ tay bụp cái ha. Ừ. Thử nha. Rồi. Mấy năm rồi mới ăn được cái trái măng cụt này. Ngon quá. Ăn cái trái măng cụt này không phải ăn cho Việt Thảo, mà ăn cho những người thèm ăn măng cụt ở nước ngoài mà không có. Tại sao nó gọi là măng cầu dai? À, gì cũng hỏi nữa. Sao tại gì? Ăn nó dai. cách làm măng cầu dai đó, sau khi lột măng cầu dai rồi, tại vì cái hộp nó nằm lẫn bên trong. Ở đây nó có cái cuốn lấy ra đó, đút cái ngón tay vào đây cầm thì mình cạp dòng ở bên ngoài thì mình ăn được cái thịt không. Và ăn trái măng cầu này cho các bà bầu lúc nào cũng rầu, vậy không có măng cầu vậy tôi ăn cho mấy bà nha. Đừng cạp ở bên ngoài cái hộp đó của anh chồng. Nằm coi DVD mình mà cái đoạn mà anh Việt Thảo ảnh đi làm documentary đó thì những lúc mà ăn á chuẩn bị ngủ không mà mình đang trong thời gian diet nữa, ăn đêm nó mập lắm, cố gắng nhịn đói để mà ngủ. Nhưng mà tới cái lúc mà coi cái phần mà anh Việt Thảo mà anh ăn á, thấy cái miệng của anh ăn á không thể nào chịu nổi, phải bật dậy leo ra khỏi giường xuống bếp liền làm một tô mì gói thiệt bự đớm. Cái này không phải chọc quý vị mà chọc vợ tôi. Tèm chết luôn. Ăn nha. Giờ muốn quýnh lộn được không? Ngon không? Ngon. Ngon. Cái này mùa hè rất rẻ ha. Mùa hè mà nóng nực á, cái nước nó nhiều, chua chua còn ngọt, ngon lắm, rất là ngon. Nó chưa chín mùi lắm, nhưng mà đã chín ăn được rồi.
À, đối với người Thái Lan là họ ăn giòn, ăn còn sống, ăn cứng chứ không ăn chín. Tại họ cho như vậy được nhiều. Nhưng mà người Việt Nam mình thì lại khoái ăn chín hơn, tại vì nó ngọt. Ngon quá. Không cho ăn hả? Bữa nay là không có Lan Anh ở đây nha. Giống chùi miệng cho con tôi quá. Bên Mỹ á, người ta hay có khuynh hướng là đi mua cái sầu riêng đông lạnh ở trong cái hộp. Thà đông lạnh là tại cái đó đã được chọn lựa cái muối chín ngọt rồi, là chắc chắn 100% ăn sẽ ngọt và ngon. Nhưng có cái đó đông lạnh thôi. Nhưng mà cái đông lạnh ăn được cũng có cái ngon của nó, là cái đông đá đem ra ăn như là kem vậy đó, ice cream. Khi mà tan dần mình, người ta thích độ lạnh cái nào ăn cái đó, hay độ cứng cái nào. Còn mua trái sầu riêng tươi ở phía bên Mỹ đôi khi không được bảo đảm cái đó. Có khi trái sầu riêng thấy nó gần nở đem về mà chờ hoài thì nó không chín, mà khui ra thì nó cứng ngắc à. Nhưng mà cái sầu riêng bên đây là bảo đảm được cái quality của nó, chín, đều, ngon, thơm, như ăn tại chỗ mà quý vị đã thấy ở đây. Rất ngon. Nó nhiều ăn gì hết. Trời ơi, cái vàng này là vàng chết người nè. Có nhiều người nói là kỳ này về Việt Nam tăng trái cây cho đã. Cái câu nói đó đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà có những nơi vẫn có trái cây ăn đã, chẳng hạn như Toronto đây. Trái cây được bày bán khắp nơi ở trên đường phố Chinatown, và đặc biệt nhất là tiệm K&K nằm ngay trên đường Spinada. Có đầy đủ tất cả các loại trái cây vùng nhiệt đới quanh năm suốt tháng kể cả mùa đông. Toonies là tiền cắt. Tiếng Canada bị gọi là Toonies là tiền cắt. Mà $1 đó gọi là loonie. Bỏ đâu, bỏ đâu. Sao em đem cái trống đây, em ngồi đây nữa nè. Đó, ở trên đường phố tại Toronto, chúng ta thấy có những người kéo violin, có người đánh guitar hay là hát ca, để mà cho du khách người ta có thể enjoy được âm nhạc. Và đồng thời, đó cũng là cách kiếm sống của một số người mà người ta không thể trình diễn ở những club lớn. Đó là trình diễn trên đường phố mà họ vẫn có thể có tiền nội nhập qua ngày. Nhưng mà vui, con đường phố này vui, vui lắm không? Cái sinh hoạt của người Việt Nam bên đây á, cuối tuần nó đi tới lui đông đảo giống như là ở Sài Gòn mình vậy đó. Mình châu Churian Watches. Chủ tiệm. Không phải chủ tiệm, chị ba không phải chủ tiệm. Dạ. Chị ba chỉ là một cái người làm công trong tiệm này thôi. Dạ đúng rồi. Người chủ không có mặt ở đây. Chị ba đó là giúp điều hành dùm cái tiệm thôi. Xin lỗi là hỏi chị ba có tiệm chứ nó không có, tôi làm công. Tiền không có, toàn là hột xoàn với vàng không à. Chị ba. Bà con ơi, bữa nay kể từ giờ phút này tất cả vàng, dòng, kim cương, hột xoàn, tiệm Minh Châu mua không có tính tiền. Bữa nay đưa anh Thảo tới cho biết cái đại lý chính của trung tâm mình ở bên Toronto. Tên gì? Không phải là Toronto mà toàn Canada luôn á. Sài Gòn Video. Độc quyền không? Một trong những đại lý lớn nhất của trung tâm Vân Sơn này. Hello, chào anh. Dạ, tên là... dạ. Dạ. Anh là ông xã của chị Ân. Bạn trai. Bạn trai thôi, đừng nói ông xã. Sao này cũng mà đẹp trai hơn trong. Đây là anh chị Vân, là anh, chủ nhân của Sài Gòn Video. Sao tóc Thảo mẫu vậy anh Thảo? Chị là coi như là chị phân phối hết tất cả những cái băng nhạc đi tất cả những tiểu bang của bên Toronto luôn. Dạ. Không, mà gần đây anh đi ngoài đường anh thấy có mấy người mà tự nhiên bị rung không? Mấy người tiên bị rung hả? Mấy người đương đi cái ngoài rung giật. Em vô điện thoại. Ảnh hưởng dân sơn nặng ghê. Quá nặng luôn á. Anh làm kỳ rồi, cái cuồng đó là tất cả những cái hài nào cũng hay hết. Dạ. Mà rất là có ý nghĩa. Hay. Cuốn đó bán được không chị? Bán nhiều cũng nhiều. Bán nhiều. Không nhiều gì, lần nào hồi đó đó Thùy gửi cho Dân. Có là nhiều nhất hồi đó giờ thì không? Không, để Dân nói anh nhiều nhất. Nhưng mà có cái là hồi đó giờ order của Thùy khoảng 300 mà. Dạ. Là tối đa, mấy gần đây rồi. Cứ 1.000 Khoan. Không lẽ bên Toronto này hay Canada tổng cộng dân số có khoảng 3.000 người hay là 2.000 người? Cái đó không biết được, anh đừng hỏi nó khéo. Không, thiệt. Vì tôi không hiểu nổi nguyên một cái Canada mà chỉ có 1.000 người mua.
1.000 người mua băng gấp. 1.000 người mua băng gấp. Còn lại 299.000 người là mua băng copy. À, nhưng mà có cái là anh phải biết là hồi xưa giờ Dân bán đồ cho Dân Sơn cái gì là mấy đợt này là nó lên chứ không có xuống. Dạ, cái số đúng lên. Dạ đúng. Những cái trung tâm khác nó càng ngày càng rớt. Thấy không nè, đây là ông chủ bà chủ của cái Sài Gòn Video, đại lý chính thức của trung tâm Vân Sơn, mà Vân Sơn bán qua được Toronto, Canada được 1.000 cuốn băng DVD. Ông chủ bà chủ chúc mừng. Như lại như lại không cái này hay cái này á. Cho nên Việt Thảo đề nghị một cái lối giải quyết như thế này: tất cả khán giả đừng ai mua một cuốn băng gấp nào hết của bất cứ trung tâm nào, cứ kiếm băng giả mua, hay là có băng giả rồi thì đương nhiên phải có người mua băng gấp, mua một cuốn một thôi sang bán, hoặc là có rồi sang truyền cho nhau coi, đừng ai mua hết, để cho các trung tâm chết không thực hiện được một cuốn băng nào được hết, chết. Cho nghệ sĩ không sống được, không còn ai đi ca hát hết, cho các nhạc sĩ bỏ nghề luôn, để chi cả một cái thế giới riêng của Việt Nam mình không còn nhạc, không còn lời ca, không còn tiếng hát, không còn nghệ sĩ, để rồi mình chỉ đi coi phim Mỹ, phim Canada, hay là sống một cuộc sống ở ngoại quốc thôi, không còn dính líu gì tới cái văn hóa dân tộc Việt Nam nữa. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Đây là anh Hồ Văn Thừa. Anh Hồ Văn Thừa là chủ tịch hội cộng đồng người Việt tại Toronto. Dạ, cảm ơn anh. Không, cái hội mình chính thức tên là gì? Hội người Việt Toronto. Hội người Việt thôi chứ không phải là không có chữ cộng đồng. Không có cộng đồng. Hội người Việt Toronto. Ở trên, cái gì này vui vậy đấy? Hả? Tại sao tiền bạc đưa cho ông chủ tịch? Cái tiền này là tiền cái quỹ học bổng tuần rồi mấy cái sách nó giữ. Dr. Nguyễn Văn Trương, MD, CC, FP ở Toronto, Ontario, $200. UNI Optical, $50. Tại sao có tiền này cho hội? Tiền này cho hội để làm gì? Học bổng. Học bổng gì? Mỗi năm thì hội người Việt cho mười mấy cái học bổng cho mấy em học sinh giỏi. À, làm sao biết nó học giỏi? Nó nộp đơn nha. Nó nộp đơn rồi nó đưa mấy cái group. Đưa group, đưa cái hồ sơ, muốn coi hồ sơ, muốn coi hồ sơ. Không cần biết giàu nghèo, phải mới học giỏi là được. Giỏi được rồi. Tức là mình sẽ có 5 cái giải cho như em mà học tốt nghiệp trung học ở đây, vô đại học đó. Thì có 5 cái giải đó, mỗi giải 1.000 đồng. Mỗi giải 1.000 đồng. 5 giải về tham gia sinh hoạt cộng đồng, xuất sắc cộng đồng, tức là các hội đoàn này khác đó. Thì giải được 500. Okay. Sau đó mình có 5 giải nữa cho những em mà học những ngành mà rất là chuyên môn đó. Có 5 cái giải nữa, một giải 1.000 đồng nữa. Tới một năm hội bỏ ra cái kiếm khoảng chừng 12.500 cho cái học bổng. Cho 12 giải. Dạ, cho 15 giải. 15 giải mà sao có 12 ngàn? Tại 5 cái giải kia có giải 500. Rồi cái tiền đó là do ai đóng góp? Cộng đồng. Thì hôm trước mình gây quỹ thì cũng được mười mấy ngày. Chứ không phải là đồng bào tự nhiên đóng góp vậy. Thì mình cũng đăng báo chứ, quý vị nào cũng đóng góp thì đóng góp. Nhưng mà thường thường thì anh em biết business thì... Mà tiền thì cứ gửi về cho hội. Và chắc chắn tiền đó là vô cho các em hết. Đúng rồi. Như vậy thì sẵn đây Vương Thảo nói luôn đi. Nếu ở Toronto, hay là đừng nói chi Toronto, bất cứ người Việt Nam ở Canada, nếu cảm thấy rằng mình giúp cho các em có phương tiện hay là có điều kiện để học giỏi hơn, khuyến khích các em, xin lỗi mỗi người đồng bạc thôi, hội một năm có 300.000, tiền đó cho biết bao nhiêu đó, thì mỗi một em không phải 1.000 nữa, cho 2.000, 3.000, 5.000, thậm chí học bóng tính 10.000, 15.000, cái số tiền lớn về khuyến khích các em và tạo điều kiện các em học giỏi. Xin lỗi. Người này ngày mai sẽ đi với anh. Bất cứ lúc nào hội người Việt ở Toronto hay là anh chị em cần thì xin có anh Thường cũng biết cứ gọi, trong cái khả năng chúng tôi giúp được thế nào thì giúp tới cái đó.
bây giờ nhất là trên cái phương tiện mà làm cái tài liệu ở tại Toronto. Đối với tầm nhìn của các anh chị em về người Việt ở tại Toronto, mặt nào tốt và mặt nào chưa tốt cần phải sửa đổi. Tại vì cái phần này khi đưa ra, người Việt coi rất đông, và nhất là tại Toronto, thì họ sẽ thấy rằng, à, giới trẻ có ý kiến rằng cái người Việt Nam mình ở đây, cái mặt này tốt, người ta phát triển. Và cái mặt kia, nếu có cái gì khiếm khuyết, người ta nghĩ, à, giới trẻ nhìn mình như vậy, mình nên thay đổi nó đi. Thứ nhất là muốn giới thiệu là em là Hà. Em thì đang làm cho phục vụ cộng đồng Việt Nam này cũng gần 4 năm nay rồi. Thì thứ nhất là em thấy cộng đồng, so sánh với cộng đồng Trung Quốc ấy, thì người Tàu ấy, thì là Trung Quốc mạnh hơn. Thì em muốn mong một ngày nào đó cộng đồng người Việt mình cũng giống như là Trung Quốc ủng hộ nhau. Là một cái điều rất là quan trọng. Mà cái sự tồn tại đó có được hay không á, nó lệ thuộc vào cái giới trẻ rất nhiều. Tôi thấy á, là mình lo dạy Việt ngữ cho những cái đứa con nít nhỏ, cỡ tiểu học đến cấp 7, lớp 7, lớp 8 là nhiều. Nhưng mà lại bỏ lửng cái dạy tiếng Việt cho những em trung bình cỡ khoảng sau khi hết high school hoặc sau học xong đại học vài năm. Số đó đã không còn biết nhiều tiếng Việt để mà đọc được tờ báo tiếng Việt. Chúng tôi tự hào phụ huynh Toronto đưa con em đi học rất đồng. Đây là cái tờ báo mà nói về văn hóa Việt Nam. Có thể gọi là duy nhất ở Toronto. Lớn nhất ha. Tờ báo này nó nói tiếng gì trong đó? Tiếng Việt thôi. Như vậy thì những em mà lớn lên ở đây không đọc tiếng Việt không phải là không thích đến văn hóa Việt Nam hay sao? Thành thử bây giờ có thể công tác đầu tiên hoặc là người Việt ha. Và nói cái tờ báo này phải có 2-3 trang, 4-5 trang. Nói bằng tiếng Anh. Giới trẻ có thể đi theo phương hướng của mình để mà có thể giúp đỡ cho cộng đồng. Giống như là các em mà đi học về phóng viên hoặc là journalism khó để mà có thể mang về để giúp cho cộng đồng, tại vì ở đây rất là ít, tại vì các bậc cha mẹ không có support nhiều. Giống như là có thể nó em không biết nói làm sao, giống như nói là nói các em không biết đi, em không biết gì, em nói các em không biết. It's like they want a safe road for their children. So it, you know, in doing that, it prevents them from expanding and doing what they want. And that can bring back to the community and actually make it stronger. A lot of the things, các em ở đây giống như là học. Ok, xin lỗi, cái chỗ đó ý em nói là cha mẹ muốn con cái phải theo cái hướng của mình định ra, vạch ra, học theo ý mình muốn. Tôi muốn con tôi là bác sĩ, thì nó phải học bác sĩ, nói học luật sư tôi không cho. Đó, hoặc là bây giờ tôi muốn con tôi học luật sư. Thằng nhỏ nói, trời ơi, con thích music quá, con chơi piano. Thì người mẹ không nghĩ rằng cái đó cái sở thích của con mình cho nó phát triển thành pianist. Bà muốn như vậy, bà chỉ muốn con mình học theo ý bà à. Mà tại vì bà học không được, bà tức lắm, bắt con mình học thế. That's the wrong thing from the parents. But that also affects the community, right? Because a lot of it leads them away from the Vietnamese community. And what you need is to build the community strong. You need different perspective. You need different people coming in to help, especially the youth. They feel like they're isolated a lot. Cái này tôi nhìn có nhiều cộng đồng người ta có cái hay, cái cộng đồng dân tộc khác á, là những người nào của cộng đồng họ ra tranh cử không cần biết hay dở, cứ dồn phiếu cho ông đó đi. Nếu muốn bầu cử mà thắng á thì thường thường thì có một cái region á thì phải có đủ cái vote. Còn nếu mà muốn đủ vote á thì người Việt phải ở chung một chỗ. Tại vì ở đây tuy Toronto là thành phố lớn, có nhiều người ở, nhưng mà người Việt rải rác quá. Không có, khi mà vô mỗi người vô một người khác nhau thì không có trúng được người nào hết. Người Việt phải ở một chung một cộng đồng. Phải có kiểu một cái Little Sài Gòn hay là Little Vietnamese Town. Rồi khi đó có một người Việt ở trong cái town đó muốn ra bầu cử, ai người Việt ở khu đó bầu cử là nhất định người đó sẽ thắng. Rồi, thôi bây giờ như này, để cho anh em trở lại họp. Cái việc tôi biết tôi đứng đây ngồi tôi bị bánh rồi kêu đi. Cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn. Tôi chưa có cơ hội đứng đánh anh đâu. Anh là người thành công một chút cái đội.
ngay cái góc đường Bonwin và Spadina, ngay trong cái con đường chính của Chinatown ở tại Toronto này. Có một cái tiệm ăn đó là Sam Yu. Đây là tiệm ăn rất nổi tiếng về các món ăn nổi tiếng mà hầu hết các ca sĩ Việt Nam khách mời khi đến trình diễn tại Toronto đều được các phòng show dẫn đến ăn ở tiệm ăn này. Vô thử nha. Được ăn nữa phải không? Được ăn nữa. Ok. Ok. Rồi bây giờ là trước khi ăn nói rõ anh em như thế này. Là hôm nay đó mình đã hoàn tất cái lịch trình quay tại Chinatown ở Toronto. Mình ăn xong bữa ăn này mình về là tối nay ngủ sớm, tại vì mai 4 giờ phải lên đường đi Niagara Falls để quay ở dưới đó. Thì đây là những cái món ăn tiêu biểu trong hơn 300 món của nhà hàng này. Thức ăn thì ngon, ngon đặc biệt mà cách tiếp đãi lịch sự nữa. Con cá này lần đầu tiên mới ăn nè, là con cá thuộc bot, T-U-R-B-O-T, thuộc bot, con cá nước mặn. Đây còn móng tay, tại vì lý do móng tay, tại vì cái móng nó dài như cái móng tay. Còn đây là king mushroom, xào với lá đậu Hà Lan. Đây là con điệp sống á, điệp tươi đó, xào tỏi. Con điệp này đến từ Nhật Bản, điệp tươi chứ không phải là đây. Lobster thì bình thường, nhưng mà lobster đặc biệt đây làm cái nước sốt của Hồng Kông, đặc biệt của tiệm này. Còn đây con ốc lớn, ốc gạo, nhỏ, ốc đu, không biết ốc gì luôn. Đó, đại khái rồi, bây giờ anh em ăn. Chia, mừng chia là thành công, okay. Go. Rồi, quyết định vậy. Tối nay phải ngủ sớm, không phải được thức khuya. Cái này là ăn chơi thôi đó nha, chứ ăn thiệt à. Tối nay còn ăn thiệt bữa nữa. Ăn nhẹ. Từ nãy giờ, Việt Thảo không muốn cho quý vị thấy hình ảnh mà anh em ở đây ăn ngon hay là không ngon hay thưởng thức như thế nào. Để cho quý vị có dịp đến Toronto hãy đến đây tự tìm hiểu lấy ngon hay dở. Nhưng có một điều muốn chứng minh cho quý vị thấy rằng cả một cái bàn bây giờ không còn dưới chân. Đây là ngày anniversary thứ 11 của anh Việt Thảo và bà xã Việt Thảo là anh. Nhưng mà bữa nay là trung tâm Vân Sơn bắt anh Việt Thảo phải đi làm vậy. Thành ra Vân Sơn muốn đền đáp một phần nào đó bằng cách là mua cái bánh. Bánh này cũng không có mắc tiền lắm. Nhưng mà cái tình, cái lòng người ta nhớ tới anh. Ôi, không lợi chính. Anh không cần cái tình, anh cần cái mắc tiền à. Không, cái bánh này nó rẻ tiền, nhưng mà tối nay sẽ cho anh cái mắc tiền. Tối nay chắc anh đi lựa. Nhất lựa cho anh cái mắc tiền nhất. Đây là lần đầu tiên anniversary không có vợ chồng. Nhưng mà cũng là lần sau cùng. Lần tới là phải có mặt với nhau. Chứ anniversary mà vợ thì ở Cali mà chồng ở Canada không được. Không được chứ, nhiều khi đi công tác như trung tâm Giang Sơn là được à, đi quay là được. Không. Thôi ta thổi cái đàn cày này kỷ niệm 11 năm vợ chồng lấy nhau từ Toronto thổi về tới Cali cho bà xã nè. Right. Rồi. Kiss bà xã. Kiss này. Làm lại cái đi. Ôi. Cái giả là coi lại. Cảnh này khó có lắm nè, tại vì thường mà đi khách này là khó đông lắm, nếu mà hè rất là đông, nhưng mà tại bữa nay mình tới sớm quá. Nhưng mà không tới sớm làm sao mà mình có thể từ đầu mà mình thấy được cái cảnh của Niagara Falls như thế nào? Thì đúng rồi, với lại mùa này là sắp sửa vào đông rồi, lạnh. Bây giờ em nói cái hình ảnh mà đi thác Niagara Falls mà có hai anh em mình đi như là hai anh khùng. Coi như ở bên kia là Mỹ à, tất cả những building đó là Mỹ. À, thường thường đây là Canada, Buffalo của New York. Buffalo, bên đây là Canada. Thì thác nước thì nó chảy từ bên Mỹ qua, nhưng mà cái view đó nhìn đẹp lại từ Canada, cho nên người Canada hưởng được hết. không Mỹ cũng có kìa, cất cái cầu ra kìa đó, cất cái cầu nhỏ nhỏ ra đó rồi cái đứng nó dòm vô. Niagara Falls nó có coi như là chỉ cái hai thác nước, một cái lớn đó là từ phía bên bờ Mỹ gọi là American Falls, một cái lớn hơn nữa là phía bên bờ Canada gọi là Canadian Falls. Nhưng đặc biệt là ở bên bờ của Canada, cái thác nước nó cong như thế này giống như là cái móng ngựa, thành ra nó có tên gọi nữa là Horseshoe Falls. Thì bên Mỹ đó
là một thác nước nhưng mà sau đó lại chia làm hai, là tại vì bắt nguồn từ cái câu chuyện là có một ông em của ông vua Napoleon ở New Orleans, ông cưới vợ tại đó. Thì trong cái ngày tự hưởng tuần trăng mật đầu tiên đó, ông đưa cô dâu mới lên chiếc xe ngựa chạy thẳng từ New Orleans lên New York, hưởng tuần trăng mật và đưa đến thác Niagara Falls này để xem cái cảnh đẹp của nó. Thì lúc đó người ta mới thấy cái câu chuyện tình hay quá trong tuần lễ honeymoon, người ta mới nhìn thấy cái thác nhỏ kế bên. Cái tháp nhỏ kế bên đó nhìn giống như là cái màn che mặt, cái khăn che mặt của cô dâu, cho nên người ta đặt tên cái thác đó là Bridal View Falls. Một năm như vậy đó là tính trung bình có ít nhất là 13 triệu lượt người đến thăm cái Niagara Falls này. Du khách khi đến với Niagara Falls có thể có cái thú vị và có cái cảm giác thích thú khi mà lên độ cao. Thứ nhất là mình có thể đi bằng Skyrider, cảm giác thứ hai nữa là đi bằng máy bay trực thăng ở đây cũng có nữa. Còn ở phía bên dưới thì mình có thể đi bằng tàu, rồi còn một đường đó là mình có thể đi bộ từ bên trong và đi ra phía sau của cái màn nước, rất là thú vị. Go to the journey behind the falls. Journey behind the falls, đường đi ở phía sau của cái làng. Ok. Bây giờ mình nghe cái tiếng rầm giống như là thunder, giống như là sấm chớp vậy đó. Đây là bên phía bờ của Canada, cái lượng nước nó tuôn rất là mạnh, tính ra là khoảng 600.000 gallon trong một giây đồng hồ, chỉ một giây tích tắc thôi. 600.000 gallon tính ra nó là cho một gallon nó là 3 lít mấy, gần 4 lít nước đi, thì nó chạy ra lượt là 2.400.000 lít nước, tương đương với 2.400.000 kg nước. Chạy ra như vậy trong một giây đồng hồ, số lượng nước đổ xuống là 2.400 tấn nước. Dễ sợ không? Một giây đồng hồ thôi. Lạnh quá. Oh yes. Ok. Ở phía bên kia là Hoa Kỳ, phía bên đây là Canada. Không, no. Bên đây là Canada nè. Cờ Canada nè. Đi qua đây là biên giới Mỹ nè. Không, bên đây là Canada luôn. Không, cờ Canada kìa. Okay. This is Canada. Ok. Canada, America. Cái dòng sông này chia đôi biên giới, là International Border. Biên giới quốc tế giữa Mỹ và Hoa Kỳ. Thì người dân ở bên Mỹ cũng có thể xuống câu cá, người dân Canada cũng vậy. Cá nhiều ghê lắm. Khi đến thác Niagara Falls đó, nhớ đi đến cây cầu treo cao này. Thấy không? Cái Skyrider nó đưa đi thì mình có được cái cảm giác oh you get high feeling man, good. Điều mua cho tặng ta tại lạnh quá đúng không vậy? I'm not cold. Từ sáng sớm đến như Niagara Falls, ở lưu nguyên một ngày đêm. Sáng hôm sau trở lại, Niagara Falls vẫn là Niagara Falls. Nước cũng còn chảy. Không có gì thay đổi cả. Cái cảm giác mà lạnh lạnh, có những bụi nước bốc lên, cái tiếng ầm ĩ của cái thác, làm cho con người mình có những cái cảm giác rất là lạ. Mà ở mỗi người, mỗi khác. Việc Thảo dành cho quý vị có cái cảm giác đó khi đến với Niagara Falls. Rất tiếc là không thể ở đây lâu hơn được. Quá tiếc phải đi. Sẽ trở lại Niagara Falls lần nữa, nhưng mà sẽ với một người phụ nữ chứ không phải là với cha được rửa giống vậy. Trời, tự nhiên cảnh đồng ruộng mênh mông đẹp,
xe đang chạy ngon lành, ông dân sinh hạ chân xuống, nó thúi Dạ đây con giới thiệu, đây là ông Đinh Trí Nam, một người đến Canada được 23 năm và đã ở trong nghề trồng sâm 10 năm. Thì con biết là nếu mà không ai nói, con biết bác làm nghề trồng sâm. Mặt mày hồng hào. Tại lạnh ở ngoài, mùa đông lạnh rồi đó. Ủa chứ không phải uống sâm hả? Cũng có uống sâm, đem vô ba chai uống thử. Ủa dạ? Ủa sâm sao giờ sâm giống nước mía quá vậy? Thì uống thử biết. À cái này mình chiết ra. Đúng là quý ha. Thật ra rót chút xíu, không dám rót nhiều á. Uống sâm này bổ lắm nè. Sâm 5 năm á. Uống riết là tóc bạc trắng hết trơn luôn. cái rễ của nó đó thì nó làm trà kẹo kẹo sâm, trà sâm. Cái này nhân sâm này phải không ba? Nhìn này giống nè, cái đầu nè, hai tay nè, này hai chân nè, còn này là gì? Trời, có nhiều cái nó giống ba không nói được. Nghề nông ở tại Canada có rất nhiều loại khác nhau, nhưng mà ngày hôm nay đứng tại Canada rồi mình mới biết được và khám phá được có một loại khác nữa của nghề nông mà kiếm được nhiều tiền nhất hiện giờ, đó là nghề trồng củ sâm. Hiện giờ thì Việt Thảo đang đứng ngay chỗ một cái khu vực chứa sâm đã được hái từ ở ngoài farm vào. Những củ sâm này chúng ta thấy còn bụi dơ, phải đem đi rửa. Những củ sâm này được nhân công bỏ vào trong một cái máy. Nhìn là biết rồi, thế là cậu Khôi, dạ. Chủ thầu về nhân công làm phao. Tôi là suốt ngày là tôi chỉ cười vì ông không.
cái sâm của Canada này có phải là sâm Hoa Kỳ không? Đúng, được gọi là sâm Hoa Kỳ. Anh biết tại sao gọi là sâm Hoa Kỳ không? Đó, không biết. Từ 1873 là bắt đầu từ Quảng Châu bắt đầu lưu hành cái sâm này. Nhưng mà lưu hành sâm này á, thì ở bên này qua là toàn người Tây người ta cầm qua, người ta đưa qua, người ta chuyển qua. Thì bên người Trung Quốc bên đó đâu biết là ai là Canada hay là Pháp hay gì đâu. Thì cứ thấy Tây thì gọi là Hoa Kỳ thôi, là người Hoa Kỳ. Tức là từ đó cứ sâm này là sâm của người Hoa Kỳ mang đến. Tức là từ đó bắt đầu đặt tên là sâm này là Hoa Kỳ sâm, là hoa sâm Hoa Kỳ. Sâm này có thể ăn ngay, ăn bình thường được, có thể ăn luôn tại chỗ được, và cũng có thể pha trà được, nấu súp được. Nhưng mà người Việt Nam mình ấy, với là người Trung Quốc, người Hồng Kông ấy, thì hiện tại là người ta tiện lợi nhất là pha trà. Ngay một cái mùa thu hoạch là mình không nhiều lắm, không kể xiết. Đây chỉ lấy một phần thôi. Đây là mới một cái thu hoạch, một đợt thu hoạch thôi, là vô gần 30.000 pound cái sâm đã được sấy khô rồi. Mà mỗi một pound bán trung bình khoảng 15 đồng cho tới 20 đồng. Tính sơ sơ là khoảng nửa triệu đô la tiền Canada. Mới thu hoạch một đợt không nửa triệu, mà nếu thu hoạch hai đợt là 1 triệu, mà thu hoạch 10 đợt là bao nhiêu tiền. Mà một mùa như vậy thu hoạch nhiều đợt lắm, tại nó có từng luống mà cứ đào xới lên đem vô sấy khô như vậy. Từ trước đến giờ mình cứ tưởng rằng củ sâm chỉ có tại Trung Quốc hay là Triều Tiên, tức là Đại Hàn. Bây giờ mới biết rằng Canada là nơi sản xuất sâm nhiều không thua gì bất cứ nơi nào trên thế giới này, và cũng là cái nghề mà người Việt Nam cũng kiếm được rất nhiều tiền. Mong rằng những ảnh vừa qua chúng ta thấy được cái củ sâm thật sự ở ngoài, từ lúc trồng trọt cho tới khi đưa ra thị trường, chứ không phải củ sâm như chúng ta đã từng thấy ở trong những tiệm thuốc bắc từ trước đến nay. Mua nữa không đi? Đi làm chưa? Đi. Đi chừng nào đi? Liên số năm quay. Thôi nó chơi ngủ đi còn sẵn. Kịp đấy. Đúng rồi mà. Chạy chưa? Cái tội nó lại mê ngủ lắm, đi làm tới 8 giờ đi mà. 8 giờ đi vậy? Từ đây xuống Bình Xoa 4 tiếng đồng hồ. Mình đi sớm khỏi kẹt xe, cái thứ hai có thời giờ để quay. Mà bây giờ tại tôi rùng tôi là 7 giờ rưỡi rồi, xuống đó 12 giờ trưa rồi quay gì nữa. Đi. Đừng biến. Chị Hà bao giờ đứng kia không? Ơi, đây là Dương Hà. Hello Sơn. Chào chị. Dạ. Nó ngạnh. Đó, millionaire không đứng đầy. Hiện giờ ở thị trường Walmart của Canada đã bán loại phân trùng được vô bọc như thế này, do chính mình sản xuất ra luôn. Thì cái phân trùng này được yêu chuộng rất nhiều. Một bao như thế này nặng 4,5 kg, trị giá tới 7 đô la, rất mắc. Nhưng người ta rất thích hơn phân kia, tại vì phân này không có chemical, không có hóa chất. Từ cái phân của con trùng, nó rất là thiên nhiên và nó giữ được độ bão hòa giữa axit và base, làm cho cây cối mọc lên rất là tươi tốt, kể cả những cây ở ngoài trời cũng như cây ở trong nhà. Số 1. Hồi xưa đâu phải khi không tự nhiên mình có một cái cơ ngơi như thế này phải không? No, hồi ngày xưa mình mới qua đó thì ai cũng muốn đi kiếm tiền thêm chút đỉnh. Thì ở đây nè là có tối lại hay người biết người ta đi bắt trùng. Thì ông xã mình với mấy người bạn á mới là Hùng lại đi bắt trùng. Thì đi bắt trùng giao cho cái ông ở đây á, thì thí dụ như mình đâu có biết cái gì đâu, cứ đi bắt một thùng trùng rồi giao cho người ta, tổng cộng anh em lợi thì tổng cộng là thí dụ giao người ta 50 thùng. Cái cuối tuần lại lãnh lương, cái ổng nói ơi trùng mày xấu, trùng mày chết quá, trả mày 35 thùng. Cái tự nhiên mình mất 15 thùng. Cái cũng ok đi bắt nữa, thì bắt một ngày một quen dần, biết rồi một tuần nhiều khi lên tới 100 ngoài thùng. Cái ổng là trùng mày xấu, trùng mày này nọ, trả mình 70-80 thùng của một đám anh em vậy, rồi chia ra nhau mà sống. Thì tụi này thấy hơi tức mình là tại sao lại trừ cái số trùng cái xuyên mình phải mất như vậy, trong khi số trùng rất là tốt không gì hết trơn á. Mấy ảnh mới lại đi mua chiếc xe van nhỏ để mà nói với mấy cái đứa bạn là cứ việc giao trùng lên xe, mình chở lên tên tôi, mình bán về nhà, mình chia tiền, mình khỏi mất. Đời của mình từ Việt Nam mình qua đây với hai bàn tay trắng. Nếu mà anh không có hy sinh cái cuộc sống của anh, cái riêng tư của anh á, thì có thể con anh sau này sẽ không được thành tài. Thứ nhất là cái course mà để đi, những đứa nhỏ đi học ở đây rất là cao.
Mà nếu mà anh không hy sinh anh làm để nuôi nó lên đại học á, thì cái thế hệ sau khi con anh nữa rồi chưa chắc nó đã bước chân lên được cao hơn nữa. Vì lý do đó tụi tôi làm tất cả những khả năng gì làm được, tụi tôi làm để cho con tôi được thành công. Mà mình là một người đàn bà Việt Nam từ từ len lỏi vô cái thị trường nóng bỏng với những người đàn ông Tây Đình đó để mà mình chiếm lấy thị trường. Và ngày hôm nay gia đình mình thành công nhất là vấn đề trùng bọng, thầu trùng đó là lớn nhất ở vùng Bắc Mỹ này. Mập mập bằng đâu. Giờ con trùng này câu cá mập còn được nữa. Hai miệng. Hai miệng bự. Rồi, chụp lên đúng hai miệng bự. Cái miệng này coi chụp 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 cực đó. Rồi có ghê không? Ghê. Mấy bà mấy cô á nhìn con trùng thấy ghê. Xin lỗi ngang hàng ngày các bà ăn trùng mà các bà không biết. Tại vì tất cả những chất nhờn của con trùng dùng làm những cái mon cái môi son cái quét lên da mặt của mình. Nhờ cái chất nhờn của nó làm cho dính vô môi son do vừa cái môi của mình. Cho nên mỗi ngày khi đánh son lên môi tức là đưa trùng vào miệng. Đây là cái cooler số 1 của trong cái warehouse này. Úi chà. Úi chà. Bếp mỗi một cái hộp như vậy là bao nhiêu con? Là chứa 500 con trùng trong đây. Đó là mình đếm mình bỏ vô. Dạ. Yeah. Tại vì khi mình mua ở Canada này mua bán là mình tính nó bằng ngàn con. Thật là mình nói với khách hàng là mình mua 1.000 con trùng thì mình được biết là mình có hai thùng này. Trong cái cooler này lạnh nó là cái temperature nó là khoảng 34 độ F. Tức là khoảng 2 độ độ C. Dạ. Yeah. Tại vì con trùng này nó sống ở cái độ lạnh. Anh giữ là thời tiết nóng á, thì nó sẽ không chịu được. Trong cái cooler số 1 này nó chứa khoảng 6 triệu con anh. Ôi trời ơi, 6 triệu con trùng. Toàn bộ 3 cooler này đã chứa được tới hơn 26 triệu con trùng. Và tính ra thành tiền, cái số vốn mua vô 26 triệu con trùng này trên 1 triệu đô la. Đó là tiền giá bình quân là một hộp như thế này 15 đô la. Chứ nếu mà tùy mùa có mùa trùng khan hiếm, do cái nhiệt độ thời tiết nó không thích hợp, thì cái giá trùng khi mua vào nó bị nâng lên không phải là 15, 20, 25, 30 đồng cao thấp. Cao hơn trong cái thấp hơn được. Đây là thai đất nè. Tức là đây là thùng trùng đã được nuôi sau 4 tuần. Tức là nó ăn gần hết đất rồi. Con trùng nó mập ra thêm chút nữa. Wow, úi chài quá nhiều luôn. Đây là những con trùng sau khi 4 tuần lễ ăn đất nó mập mập ra trông thấy mà thương luôn. Wow. Wonderful, wonderful. You make millionaire, right? Yes. Còn cái này là cái phu của con trùng đó. Cái này cái phu là cái phân của con trùng ăn ấy đó. Đây làm phân bón rất tốt. Trùng sau khi bỏ phần đất thừa tức là phần phân ra sau khi trùng đã ăn hết thì trùng mới được đưa qua bên đây đặng cho vô đất mới tức là thức ăn mới để trùng được nuôi sống thêm một tháng nữa. Ok. Đây là trùng đã được bỏ cái phần phân ra rồi. Còn đây là thức ăn mới, mình bỏ vào trong hộp chỉ ít thôi, đừng đổ nhiều quá, cứ để dưới này. Xong rồi, mình mới đổ trùng vào bên trong. Lên trên, đổ trùng lên trên. Đó, cứ đổ trùng như vậy. Không cần phải đùa xuống, tự nhiên con trùng thấy thức ăn ngon tự động chung xuống ăn. Những con trùng nào mà không chung xuống ăn nằm trên là con trùng chết, bỏ ra. Thí dụ bây giờ đi về thăm một người bạn nào đó hay đi đâu, người ta hỏi làm nghề gì, mình có dám nói mình làm nghề trùng không? Dạ nói chứ. Mình làm nghề gì nói nghề đó thôi, đâu có sợ. Hả? Dạ. Mà qua đây thì được, ở nhà thì hơi buồn. Cái qua đây bây giờ làm mấy chung mấy bà, anh chị em ở đây thì rất là vui vẻ. Mà mau qua ngày nữa lại được tiền về nhà nuôi con cái, các thứ. Vậy là sống vậy thì cũng được rồi. Ăn ngang, ăn tư coi ngang. Dạ, thôi, dạ, được rồi. Dạ, thôi. Anh tư coi nha. Có ăn à? Dạ. Ghê quá hả? Mỗi một cái lon để ngay một cái vị trí cái đường lan như thế này. Mỗi một người bỏ vô chỉ có 4 con trùng. 6 người là đúng 24 con trùng, 2 dozen đầy một cái lon. Con trùng dính đất không sao, một chút bỏ đất vô cho nó ăn. Nếu mà con trùng bị trơn, bóc miếng mặt cưa, cái tay không trơn. Khi con trùng đi đến giai đoạn sau cùng, đủ 24 con, có một người bỏ thức ăn vào, tức là đất, và một người đẩy nắp cái hộp đến nơi, cán cho cái nắp dính cứng để con trùng không bò ra ngoài. Coi chừng cái hộp này có 25 con trùng nè.
đây là nhà của chị Lắm, thấy dễ sợ không? Đi bắt trùng nữa nghe, cất nhà lầu á. Bây giờ cái căn này chỉ giá 2 triệu mấy á. Chị Lắm 25 năm chỉ đi bắt trùng và nuôi con cái học hành thành tài. Chị Lắm đâu? Chị Lắm đâu? Đây, chị Lắm đây nè, chị Lắm nè, đây. Nhà mấy năm, bao nhiêu năm? Hay 4 năm rồi, 5 năm rồi đó. 24 năm rồi. Bữa nay đó đúng là 5 giờ phải đi bắt, bữa nay 6 giờ trễ 1 tiếng, một trễ 1 tiếng là mất mấy trăm đồng của người ta phải không? Không sao. Lao có giờ Thảo với ông Sơn coi như gia đình tôi thấy hai người tôi ôm nhau chụp cái hình là tôi thấy tích rồi đó. Không cần tiền. Không cần tiền. Thì về thấy Thảo em. Đi về Đà Nẵng luôn về Thảo. Tại vì giờ Thảo ăn cái miệng ngon quá mà chưa hề thấy giờ Thảo thật lòng. Trời thấy giờ Thảo ăn ngon mà mình thấy mình mê cái gì đó. Đi 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 Phạm, 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 go, 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 đi 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 đi. Em ơi hãy cột cho nhanh để anh kiếm cách bắt trùng cho em. Trong đêm tối âm u, một đoàn xe với những người mặc như thế này vượt 3-4 tiếng đồng hồ mới tới một cái farm nơi đây hình như có trùng rất nhiều. Mình ra mình bắt trùng. Úi cha, nè nhiều lắm nè. Nè, nó tụt luôn. Nè, dính nè, ý nó tụt. Nó tụt rồi, đừng con đi. Đừng con nè. Con trùng nếu mà thấy đèn thì nó trốn, mình bắt cho lẹ tay rồi. Để tôi ngang, để tôi đi. Kéo lên. Ô, kéo lên nè. Ô, I got one. See? Mà mình kéo mà nó quên nó đứt rồi, thì nó dùng bảo rồi. Trời ơi, đã quá. Quá cái cây. Ý dân trùng ơi, trùng. Một đống luôn nè. Xí. Xí. Có mập không nè? Mập nè. Ghê mập ghê không? Úi cha. Úi cha. Ủa giờ mỏi quá. Người ta bắt á, mỏi đến độ khi mà bắt mệt là một lẽ, nhưng mà còn mệt hơn nữa là sau khi bắt rồi. Tại vì mình bắt rồi đây thùng mình để lại, rồi gắn cái thùng khác đi. Đến khi xong rồi mình đi về, mình phải đem trùng nhiều phải gánh về. Gánh ra tới xe là đã mệt rồi. Rồi từ xe phải lái về tới chỗ mình ở, nhiều khi 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ. Lợi dụng cơ hội đó ngủ ngay trên xe. Về tới nhà có người lên cầu thang để vô các bạc không ngoài đó, đi không nổi luôn. Chịu không nổi. Cái nghề gì với nghề này chịu không nổi. Nãy giờ mới làm chưa được 1 tiếng đồng hồ nha, mà chịu không nổi. Công nhận người Việt Nam mình hay thiệt á. Mệt nói không ra hơi luôn. Nhưng mà được có cái nó mát à. Không, tại vì mình mặc đồ ấm rồi dày à. Trong cái gió lạnh này nếu mà đi bắt chơi thú vị lắm. Ha. Thú vị có người đi vô kìa trời. Ngồi chầm hổm gì mà đi vậy không mà thú vị em nội ơi. Cái đêm về mà vẫn chơi hoài Thảo. Hả? Mệt lắm. Thật sự nếu mà trong cái hoàn cảnh cần thiết bắt buộc phải đi làm để kiếm tiền thì dù cực khổ cái này tôi cũng đi. Bởi vì tiền mà ở trên cánh đồng nằm trải đó mình cần đến lộn thôi. Lúc đầu thì thấy con trùng sạp, nhưng khi đã bắt rồi tay chân lạnh cống hết, đâu có cảm giác gì nữa. Nhưng mà có tiền được thì gia đình có cơ ngơi, con cái được học hành tới nơi tới chốn. Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân mà người Việt Nam mình đã cố gắng làm cho dù công việc cực khổ đến cỡ nào. Người ta không muốn đi bắt trùng không phải vì vấn đề cái nghề nghiệp này người ta cho là thấp hèn, mà người ta rằng nó quá cực khổ. Cực quá. Đêm đông lạnh giá vẫn phải đi bắt trùng như thế này, rồi sáng về như ma. Ma là sao? Không biết trời trăng mây nước vậy đó. Tóc tai rũ rượi. Nhiều người đó, nhiều người mà thí dụ như bắt trùng mệt quá rồi còng lưng ngõi chẳng nổi, nằm ngửa ra. Quá trời sướng luôn. Cái lưng nó thoải mái luôn. Trùng mày muốn bò đi không, mày bò đi. Tao chịu hết nổi. Dạ. Như vậy thì bốn đứa con bây giờ đó có lớn không chưa? À, con lớn em năm nay 27 tuổi rồi. Tháng 7 nghỉ hè đó em dẫn em xã em có ta dẫn hai đứa con gái em. Em có bốn đứa mà có dẫn hai đứa thôi, ba đứa thằng tay với hai đứa gái đi ra bắt thử. Anh biết mùa hè á tháng mũi kén á, và cứ tháng là một tháng là có mũi kén
ông xã em đi ra bắt hắn bắt ông xã em bắt hình như 4 lông nó bắt 1 lông con em đứa nào bắt được 1 lông tuồng hết 1 lông tuồng hai tiếng 15 đồng vậy em trả cho nó 20 cái từ ngày em nhận cái tuồng là con em về là lo nấu mình nấu ăn là hắn dọn rửa chén dọn dẹp không biết cái cực của mình cái cách mà cực còn ở nhà nó không biết hắn chỉ hết em bưng thùng xe thôi nó chỉ biết cái nó thấy em về hắn biết em mệt bủa là cực chứ nhưng mà nó không thấy mình đi ra bắt con tuồng mũi cái kén này nổi nữa hắn. Hay, à, dạ con hay dạ. Lắm là người đã cho anh chị em chúng ta mượn những cái bộ đồ bắt trùng để ngày hôm nay ra thực hiện những hình ảnh của người Việt Nam bắt trùng ở tại Canada này. Một cái ngành nghề rất là cực khổ nhưng mà cũng có nhiều cái thú vị, như chị Lắm là mê rồi, bây giờ đam mê bắt trùng rồi. Đâu có biết nhiều khi chị mê cái cảnh đêm khuya tĩnh mịch rồi gió mát như vậy. Phải không? Lạnh thì có lạnh nhưng mà mặc ấm như vậy. Thì rất cảm ơn, rất cảm ơn chị Lắm. Một cái nghề bắt trùng mà có nhiều người Việt Nam ở những nơi khác trên thế giới chưa từng đến, chưa từng thấy, chỉ nghe là đã sợ rồi. Thì ngày hôm nay mong rằng những hình ảnh bắt trùng của chị Lắm cũng như của người Việt Nam tại Toronto sẽ cho chúng ta có một cách nhìn mới hơn nữa và hiểu biết thêm nữa nghề bắt trùng của người Việt Nam ở tại Toronto này. Một nghề mà gắn liền với người Việt Nam khi mới đặt chân đến Canada đầu tiên. Cảm ơn chị Lắm. Ê, đây là anh Hạc nè, Hạc là chuyên viên câu cá của bữa Toronto. Ăn rồi. Ê, get one. Nó dừng ngừng lại rồi, mình kéo lên bây giờ nó kéo. Ok, nó kéo ra, kéo vô. Vô tới trong mình nạt đó, con cục đỏ đó. Ok, nó kéo ra, nó kéo vô. Kéo nó vô tới kìa. I got it. Ok. Hold on. Súc luôn. Nó quăng. Đây là con salmon. Nó vượt dòng nước để nó lên trên nguồn nó đẻ. I got a big one, man. Got a big one. Đó, có cái vợ tập giữ cái vợ luôn, giữ vợ luôn cái chuyện nó súc. À, đây là con cá salmon, người Việt Nam gọi là con cá hồi. Hồi tức là trở về cái chỗ sinh ra của mình để rồi tiếp tục sinh sản nữa. Thì con cá salmon ở trên thế giới bây giờ người ta bắt được con cá lớn nhất là nặng khoảng 120 pound, tức là tương đương khoảng 53 kg. À, tổng sản lượng mà cá salmon người ta đã bắt được trên toàn thế giới chỉ chiếm được 1/10 của số cá đã có được. Con cá salmon nó đẻ ra được khoảng 8.000 trứng và 8.000 trứng đó sẽ nở thành 8.000 con cá con. 8.000 con cá con này nó chết đi một mớ, chỉ còn khoảng 4.500 con sống được là nhờ ăn cái thực phẩm mà do con cá đực đã phun sữa vào để bao bọc cái buồng trứng và thụ tinh trứng. Nè, có nè. Đó, nè, đó sperm. Nè, sữa nó nè. Đó, thấy chưa? Sau đó thì 4.500 con sẽ vượt cái tổ đó để ra ngoài tìm thức ăn sinh sống. Nhưng mà xung quanh bao nhiêu con cá khác, đã bao nhiêu con chim chờ chực để săn mồi và ăn những con cá này. Thì theo dòng nước chảy xuống biển cả thì lượng cá chỉ còn lại sống sót được khoảng cỡ chừng 200 con. Khi tới vùng tiếp giáp với nước mặn thì con cá phải sinh sống một thời gian để chuyển tiếp để có thể hội nhập vào vùng mới ra vùng nước mặn. Thì trong thời gian này nó tiếp tục bị săn mồi bởi những con chim, những con cá khác và còn lại khoảng 50 con thoát ra biển. Khi ra tới biển, con cá salmon có thể đi xa hàng ngàn dặm đường, tức là khoảng 1.600 cây số để sinh sống, để săn mồi. Đây là loài cá ăn thịt, nó rất thích con cá nhỏ nhỏ giống như con cá sardine, lặn cá mòi. Thì khi ăn xong rồi, no xong rồi, nó lớn lên, rồi nó lại thụ thai và chu kỳ là từ 1 cho tới 7 năm, nó bắt đầu đi sanh. Khi sanh thì đặc biệt là dù ở bất cứ nơi nào, con cá salmon cũng trở về ngay cái vị trí đầu tiên là nơi trứng của nó nở ra, nơi nó lớn lên để xuôi theo dòng để nó sanh đẻ. Thì khi bắt đầu sanh đẻ, con cá salmon vượt cái dòng nước ngược để trở về. Và trong thời gian đi này, tốc độ có thể lên tới 70 cây số một giờ và nó có thể nhảy cao lên tới 30 feet, tức là khoảng 9 cho tới 10 mét.
Đặc biệt trong thời gian con cá sa mạc trở về sinh đẻ, nó không ăn uống gì cả, kể con cá đực lẫn con cá cái. Nó chỉ tìm cách vượt về cho kịp thời hạn để nó sanh. Đi mệt thì ngừng nghỉ, trong khi ngừng nghỉ mà nó thấy cái trứng của những con cá sa mạc ở trên trôi xuống, không cần biết trứng đó là của con cá nào, của ai, nhưng miễn là dòng dõi của sa mạc là nó ngậm, nó hả miệng như thế này, hả miệng nó ngậm, nó táp vào trong miệng nó giữ đó. Để chi? Khi nó lên được tới nơi rồi, tức là tới gốc cái chỗ nước yên tĩnh một chút, nơi mà có đất cát xốp để nó có thể làm hang được, thì lúc đó nó nhả trứng ra. Con cá mái nó dùng đuôi của nó để nó làm hang. Ở những đất xốp nó quạt như thế này, mình cũng đặt như thế này để nó làm những cái hang và nó sẽ sinh ra trứng. Khi sinh ra trứng thì không đơn giản đâu, nó phải dùng người của nó đập vào trong vách đá để cho trứng tuôn ra, và con cá đực phụ để ủi vào con cá cái để cho con cá mái, để cho con cá mái đẻ trứng ra. Trứng sinh ra được khoảng 8.000 cái, rồi con cá đực lại phun ra một chất sữa, đó là dùng để thụ tinh cũng như tạo thành chất bổ dưỡng và bao bọc những cái trứng. Thì cái trứng nào mà không bao bọc được, nó trôi theo dòng xuống, thì những con cá ở dưới đang lướt lên chuẩn bị ngược dòng gặp cái trứng hóp trong miệng ngậm đó rồi lại đem lên. Chúng thấy rằng con salmon khi đã sanh trứng ra rồi thì nó chết. Chết là tại vì cái thịt của nó không còn chắc như xưa khi ở biển cả, nó mềm mại hơn, nó bụng hơn. Trong những lúc đập mình vào đá hay bị con cá trống, cá trống ủi vào bụng để sanh trứng ra, đẻ trứng ra, thì nó bị dập thịt, nó bị dập gan hay là nó bị thương tích và nó đã chết. Trung bình 50 con thì chết hết, chỉ còn được khoảng 20 con trở về với biển cả. Đây là giống cá đặc biệt, là người mẹ biết rằng sanh trứng ra, đẻ con ra rồi sẽ chết, nhưng mà vẫn trở về cội nguồn để sanh. Người cha đi theo để phụ giúp cho trứng thụ tinh để tạo nên nòi giống, và sau đó cũng chết. Vượt qua hàng ngàn dặm đường không ăn không. Ủa, bộ có thay đổi tiết mục hả? Đâu thay đổi gì đâu. Vậy không thay đổi ra đây chi? Tại thấy anh làm MC nè, cái tụi em muốn ra làm MC phụ với anh cho nó vui. Ý Dân Sơn với Bảo Liêm nói là anh làm MC không có vui hả? Biết còn hỏi nữa. Liêm, nói vậy